Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thời Đại Khủng Long. Trời ơi, mới vào video thôi mà cái thanh niên khủng long bạo chúa này đã gầm gừ rồi các bạn à. Nhỏ nhỏ cái mồm thôi đã gầm rồi mà còn ha, văng nước miếng tùm lum nữa ý vậy. Rồi, và bây giờ thì cái nơi ở của mình á, mình đã hoàn thiện chắc cũng cỡ sơ đâu đó cỡ 80 mấy% các bạn à. Mình lót thảm các thứ, lót sàn nè. Ở đây thì cũng có cái dạng sofa để mình ngồi mình chill chill ha. Tại mình không có muốn đặt ở đây các bạn. Đặt đây là cái con kia nó gặm cái là văng nước miếng vô á, thế dễ lắm. Phía trên này thì sẽ là cái khu vực ngủ của mình ha. Hiện tại thì nó cũng khá là đơn sơ thôi. Và bây giờ thì mình còn thiếu một khu vực để mình nghiên cứu về khủng long các bạn à. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ bắt đầu làm khu vực đó bằng cách là chế tạo ra những cái máy. Mình sẽ cần một cái analyzer. Cái này là một thứ rất là cần thiết nha. Công thức của nó thì sẽ cần có cái flat đúng không? Cái này thì dễ. Mình sẽ đi lấy một ít cát. Nhưng mà khoan, mình phải đi đào cát các bạn ơi. Chưa. Nếu đào cát thì chúng ta sẽ cần có một cái xẻng đúng không? Mình sẽ làm luôn một cái xẻng đi. Bây giờ vẫn chưa có cái xẻng phòng thân nữa. Rồi, và mình còn phát hiện gần nhà còn có bác thương nhân nữa. Không biết là bác này bán gì cho mình ha. Lại hỏi thử ai biết đâu bác ấy bán trứng khủng long. Thời đại khủng long rồi các bạn. Lớn ớ dân làng này ha. Đi khơi khơi lụm được trứng khủng long không chừng á. Bác này tên là Billy ha. Bác ấy bán yêu. Bán đồ mình không cần không à các bạn ơi. Nhưng mà lạc đà của bác ấy thì mình xin được ấy. Rồi, tranh thủ trời còn sáng nè, mình đi ra cái mé biển mình đào ít cát đi các bạn. Sẵn tiện khu vực này á mình cũng đã dọn cho nó phẳng lên rồi các bạn à. Để mời mốt mình còn làm một vài cái nơi ở cho khủng long ấy, chứ mà nhiều khủng long quá mà không có nơi ở cho mấy ẻm thì cũng tội nghiệp lắm. Rồi, và ở đây thì mình sẽ đào. Ủa cái gì? Cái vỏ ốc hết hồn, tưởng đâu hóa thạch khủng long chứ. Ủa sao tự nhiên chỗ này lại đóng băng ta? Ơi, kỳ lạ nhá. Ơi các bạn có thấy lạ không? Sao tự nhiên ở đây đóng băng? Bên kia cũng vậy. Hả? Thôi kệ, chuyện bên ngoài mình không bận tâm lắm. Giờ lo mà nấu cát lẹ lẹ nè. Ấy, lò nung mình có nên nâng cấp lên không ta? Mình tính là nâng cấp lên lò nung sắt đi các bạn ơi. Nấu cho nó nhanh chứ. Lò nung này nấu chưa thực sự nhanh lắm đâu. Mình cũng dư ra được một ít sắt nè. Đâu rồi ta? Đây. Nâng cấp luôn ấy chứ. Rồi, lò nung bằng sắt, bấm công thức một cái. Nãy thử coi, nung nó có nhanh hơn không ha. Chia đôi ra. Đó, cùng số lượng mà để coi thời gian nấu của nó có khác nhiều không các bạn. Ôi sao mình thấy nó cũng giống vậy ta. Nó không nhanh hơn là bao các bạn à. Bấm công thức nè. Ồ, một lần được 3 lần à, ngon. Kế đến thì mình sẽ cần một ít đồng nè, để chúng ta tạo thành cái khối hả ta. À không, phôi đồng thôi. Cần một chút. Ê, nhưng mà mình bị thiếu cái redstone các bạn ơi. Cần 9 nhưng mà mình có 8 redstone à. Eo, cay thế nhờ. Vậy là phải đi đào thêm redstone rồi. Ồ, sẵn tiện chắc mình sẽ đào thêm hóa thạch luôn các bạn. Để một tí về mình còn phân tích nữa. Chứ hiện tại hóa thạch khủng long mình cũng không có nhiều lắm đâu nha. Mình mới check cái thùng hồi nãy rồi, có một ít à. À đâu, đây. Đó, không nhiều lắm. Cái blend fossil là cây trồng á, mà bây giờ mình không chưa cần nè. Mesoic fossil thì mình chưa rõ. Ok, chắc là mình sẽ cày thêm hóa thạch hiếm đi. Còn thanh niên khủng long này thì mình sẽ cho ăn các bạn. Ôi da. À, gãy xương. Ấy, cho khủng long bạo chúa ăn rất là cực luôn các bạn. Bất cẩn là cắn một phát là gãy chân liền. Yêu. Thôi, cho nhịn đói lưu đi. Gì đâu mà hung dữ. Đó, gầm gừ nữa đó. Thôi, đi đào redstone lẹ các bạn ơi. Riết về còn chế tạo rồi phân tích hóa thạch khủng long nữa. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ta, hồi nãy đi gấp quá các bạn ơi, mình quên kiểu như chế tạo ra một cái cúp kim cương rồi. Thiệt luôn. Phải có cúp kim cương thì mình sẽ đào được một số cái quặng xịn ấy. Chẳng hạn như quặng này nè. Nè, quặng này mình đâu có đào bằng cúp sắt được đâu. Trời đất. Bên kia là cái hóa thạch gì vậy? Chưa. Mình cần qua đó kiểm tra đấy.
Đây là Deep Slayer Blend Fossil. Eo. Không phải là hóa thạch mình đang cần tìm. Cái hóa thạch mình cần tìm á, nó rất là tệp màu luôn á. Mình mà không nhìn kỹ là mình sẽ không có phát hiện đâu các bạn. Và thường thì nó sẽ ở rất là sâu ha. Mình coi dưới này có không. Có vẻ là không rồi. Đây. Có thêm một mẫu hóa thạch nha. Hai mẫu luôn. Ê. Có thêm dùm bài nữa. Đi chỗ khác. Chỗ người ta đang đào hóa thạch nha. Ngon. Kim cương luôn. Thêm đi. Yes. 3 kim cương. Ui 4 luôn. Wow. Đã vậy. Đặt các bạn chế tạo xuống. Đổi ra cái que nè. Sau đó thì chế luôn cây cúp kim cương các bạn ơi. Gì vậy? Ây da. Ôi. Quái vật cổ dài. Ê, hay ghê lắm các bạn ạ. Ui, đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Mụ ta có cái đầu dài thằng lằn luôn. Yêu. Ui, kim cương nữa nè. Trời. Chỗ này nguy hiểm nhưng mà hơi nhiều kim cương các bạn ơi. 3, 4 quặng luôn. Liên tục là những cái chỗ 4 quặng kim cương. Đấy. Làm liều xíu cũng được các bạn. Quan trọng là có kim cương mang về. Rồi hướng này còn gì khác không? Có chậu nữa cơ. Ủa. Có. À đây là sinh vật quặng nè. Có tên là Orc Toy ha. Nhìn như rùa đó các bạn. Rùa quặng. Hướng này thì không có thêm hóa thạch. Ok, chắc là mình sẽ trở qua bên kia để mình tiến hành mình đào mấy cái quặng màu trắng trắng kia. Không biết là nó có chế tạo được cái gì xịn xịn hay không. Ê. Ui da. Ui. Mình gặp rết kịch độc các bạn ơi. Cái ngày gì vậy? Trời, nó dí tới rồi. Ui, nó nhanh lắm. Yêu. Con rết này cực kỳ kinh luôn á. Ui, không ổn rồi. Ok, mình đào được một cái quặng màu trắng trắng rồi các bạn à. Ủa, sao giống như đường cùng vậy? Ê. Vậy đó fan. Dạ. Nó vẫn cắn mình được một cái. Cày thế. Ok. Mình vẫn ổn các bạn ơi. Không sao. Rồi đợi cho nó hồi phục máu lại. Mình sẽ bắt đầu mò lên trên ha. Và cái quặng kia có tên là Opa Chunk. Và nó có thể làm được áo giáp các thứ nè. Khá là hay đó các bạn ạ. Wow. Thôi đi lên. Mình thấy này có điểm lắm rồi các bạn ơi. Gì? Mặc dù hơi nguy hiểm nhưng mà ít ra chúng ta cũng mang về được thêm 5 viên kim cương các bạn ơi. Ngon lành luôn. Rồi, và redstone thì mình sẽ nén lại thành khói nè. Và chúng ta sẽ bấm công thức của cái analyzer. Đây là thứ để giúp chúng ta phân tích được kiểu như những cái hóa thạch khủng long á các bạn. Mình sẽ làm thêm coi được không? Đủ không ta? À đủ luôn nè. Ngon. Làm thêm cái nữa coi, được không? Hình như hơi hết sắt rồi. Đây, có thêm sắt liền. Tổng cộng là có 3 cái ha. Để mình phân tích cho nó mau. Rồi, mình sẽ đặt lần lượt xuống 3 cái luôn nè. Con kia bớt la hét nha. Cho ăn thì cắn người ta. Mà hở cái là la hét. Ăn đi. Ê, mình vứt chưa tới. Ăn đi. Trời, cho chê nữa. Thịt cù ngon vậy mà chê. Thôi lại mình lấy thịt cù là nó bụp mình đó các bạn, nó dụ mình đó. Kệ nó đi. Rồi, hồi nãy mình có được 2 cái mẫu hóa thạch nè. Mình sẽ bắt đầu cho vô đây ha. 1 cái. 2 cái. Trong rương của mình còn thì phải. Ok, còn 3 cái luôn.
sẽ cho hết vô một cái máy này đi. Đó. Ok, và mình sẽ cần thêm những cái flash, những cái bình này các bạn. Thế nên là mình sẽ cần phải lấy thủy tinh trong này ra nữa. Mình sẽ có được đâu đó cỡ mấy cái ta. Bấm coi. Wow, 6 cái. Ok. Cho vô đây, chia ra ha. Mỗi máy 2 cái. Rồi, đó mình cho vô là nó sẽ bắt đầu phân tích luôn. Cái máy này nó khá là tự động các bạn ơi. Nè, để coi coi, lần đầu tiên mình phân tích hóa thạch khủng long mình sẽ được cái gì. Có khi nào. What? Mình phân tích ra được DNA của một loài khủng long các bạn ơi. Ui bị trộm luôn rồi. Đây là Dunleosteus. Ôi bên này thì hơi xui ha, không ra DNA. Trời bên này còn xui dữ, ra cục đá các bạn à. Hết chịu nổi luôn không. Nhưng mà thôi, ít ra cũng có được một cái DNA khủng long đầu tiên các bạn ơi. Đã quá à. Nhưng mà máy móc tiếp theo á, để chúng ta có thể biến từ cái DNA này trở thành một cái trứng của loài khủng long á, thì mình sẽ cần thêm một cái máy nó phức tạp hơn, có tên là Cultivator. Cái máy này thì nó sẽ cần Organic Os, mà cái Os này mình chưa chế tạo được, nên là tạm thời mình chỉ mới tạo ra được DNA thôi các bạn à. Thôi, coi như đó cũng là một cái bước thành công của mình đi ha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ thuần hóa khủng long, kiểu như du hành thời gian á các bạn. Mặc dù khủng long này mình chưa thể hồi sinh, nhưng mà đã có một số loài mà mình từng gặp ở cái vùng này nè. Cụ thể hơn là cái em mà rất là nhát, chứ không phải cái thanh niên này đâu. Cái thanh niên này không nói các bạn. Thanh niên đó là giờ mình chưa đủ tuổi để thuần hóa đâu. Mình chỉ thuần hóa được mấy cái loài khủng long hiền hiền, nhút nhát giống như là cái loài ngoài này. Đó, em đó. Mình nghe nói là em rất là thích ăn thịt các bạn. Mình sẽ thử chạy lại cho em ăn thịt coi. Nhưng mà mình phải chạy nhanh nha, không thôi là em chạy mất đó. Nè, ăn thịt. Ăn thịt đi. Sao mình có thể lại gần và cho em ăn thịt từ ta kìa. Mình dụ em được các bạn ơi. Mình cầm thịt là em chạy lại hay sao á. Ok. Ui em chưa thấy. Ui em thấy rồi. Rất là nhút nhát luôn. Đừng có chạy mà. Ăn thịt đi. Trời ơi, nghiện còn ngại nữa. Ok. Có vẻ là mình không có duyên với loài khủng long này rồi. Ây da. Rồi ăn không? Ui gì đây? Ui sao tự nhiên nó nóng giận kìa các bạn. Ghen à. Tôi cho ăn không ăn rồi tôi cho người khác ăn thì lại tức giận là sao? Đó các bạn thấy phí đồ ăn không? Thịt cù mình chắc chiêu từng miếng cho nó ăn mà nó không ăn. Thôi, giận ơi. Đi lên trên ngủ giấc các bạn ơi. Sáng dậy đi khám phá tiếp ha. Bữa nay là dự chúng ta phải đi khám phá để tìm những cái loài khủng long mà trong khả năng mình làm bạn được. Tại vì giai đoạn đầu mình rất là yếu luôn. Ví dụ mình có khủng long bầu bạn á, thì biết đâu mình có thể solo với những con bạo chúa hung dữ khác mà nó xuất hiện vùng này sao? Ừ, cũng có lý ấy. Và coi chuyến đi này thì mình sẽ mang theo thêm gì không ta? Có nên đem thêm sắt không các bạn? Mình nghĩ là nên nè. Eo, bây giờ mình chưa mở khóa được công thức làm ba lô xịn. Mà ba lô dở mình cũng làm không được luôn. Mình nghèo quá. Nhưng mà thật sự là mình vẫn muốn thử, kiểu như đút cho khủng long ăn á các bạn. Ồ, tại sao mình... Hay là khủng long chê mình đút ít quá ta? Chắc vậy. Lần này mình sẽ thử dục hết thịt cho luôn coi. Nguyên 21 cục thịt duy nhất mình có nè. Nè, cho khủng long ăn nè. Đừng có chạy. Nè. Ăn đi. Trời ơi, mẹ chạy. Mình dí ra tới biển luôn, để coi chạy đi đâu. Chạy với tôi ha. Đừng hòng. Ok. Nè, mình đút tận tay cũng đâu ăn đâu. Ôi, ăn rồi. Ủa? À, cái này khủng long ép mình đó nha. Mình sẽ đào cái hố các bạn. Khó quá thì mình tìm cách thôi. Rồi, đứng lại cho anh. Bơi đi đâu? Định tẩu thoát hả? Đâu có dễ đâu cưng. Rồi, mình đang ẵm khủng long các bạn. Chơi lớn luôn. Cho nhỏ xuống đây. Rồi, ăn liền. Không ăn cũng phải ăn. Ăn cho tôi. Ok, mình sẽ thử. Ok, khủng long ăn rồi cơ. Nhưng mà không nhiều lắm các bạn ơi. Mình sẽ né cái tầm nhìn của khủng long ra coi. Ôi, mình thấy em đang ăn nhiều hơn các bạn ơi. Ăn ngấu nghiến luôn rồi.
Đây rồi, đây rồi. Mình còn em ăn nhiều như vậy. Đợi thôi các bạn. Đã có thông báo mình thuần hóa được cái loài khủng long Struthiomimus nè các bạn ơi. Wow. Nice. Ô, em này còn có thể gắn rương được à. Wow. Hello. Chờ đợi. Nằm em để ra ngoài coi. Coi nè, em ngồi xuống nè cũng dễ thương lắm các bạn ơi. Mình sẽ cho em đi theo mình nha. Rồi đứng lên. Ok. À xuống dưới ăn à, em đói bụng các bạn ơi. Để mình sẽ cho em ăn lúc nữa ha. Rồi sau khi em ăn no thì mình sẽ bắt đầu dẫn em về nhà coi. Ê, cái chơi em chạy kìa. Cái tướng chạy kìa em dễ thương quá các bạn ơi. Không biết thịt em này ngon lắm. Ôi mà không được, được. Quên bạn mình. Quên. Rồi mình sẽ coi thử coi em này thì mình sẽ để em sang chế độ bắt siêu ha. Để coi ở chế độ này thì em có trợ giúp mình chiến đấu không. Mình muốn test thử quá à. Nhìn em này hiền, không biết là có chiến đấu được không các bạn ơi. Đây có cù. Mình sẽ thử đụng nhẹ vô cù coi. Wow, em có chiến đấu nha các bạn ơi. Ê. Rồi lẩm ngươn cục thịt của mình. Màn đét ơi. Ủa, con gì ơi? Slug. What, quái vật gì ơi? Ok, khô máu luôn. Ê, con này nó bất động các bạn ơi. Ok. Ai. Tính ra con này nó giả man nha. Nhìn nó tù vậy thôi các bạn. Thôi. Nó đánh mình vậy rồi đánh khủng long của mình có nào nữa. Thôi. Em mới về đội của anh thì hay có cái điểm lắm. Đó chính là bạn mới về với đội của mình á, kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện nên là thôi. Mình sẽ không để em này phải bất trắc đâu. Mất quá thì một mình chịu. Cái con slug này nó cũng sắp bị hạ rồi. Ây da. Ok, một máu cuối cùng. Oh. What? Cái con slug đó nó sẽ cho mình ta fossil. Wow. Và đây là cái mẫu hóa thạch mà mình có thể làm được rất là nhiều DNA của những loài hình như là thuộc kỹ băng hà hay sao các bạn ơi. Mình thấy cái DNA nó màu xanh xanh nè, giống như bị đóng băng gì đó. Quầy, hay á nha. Giờ chính ra 11 chúng ta cần phải săn cái con đó các bạn. Còn về khả năng chiến đấu của em khủng long này thì mình thấy là ở mức được ha. Cù thì phải cắn hai hit mới hạ được. Nên là mình cũng không có đòi hỏi em này chiến đấu mạnh đâu các bạn. Quan trọng là em là khủng long đầu tiên về đội mình á. Và mình có thể nuôi em giống như là thú cưng trong nhà gì cũng được. Rồi, sẽ ẩm em ha. Cho em vô trong với anh. Khoan, em này hay đi lung tung lắm các bạn ơi. Mà bên ngoài thì có khủng long bạo chúa. Đó. Tốt nhất là chúng ta nên có một cái hàng rào các bạn. Đừng có chủ quan. Chủ quan là về nhà là thấy còn thịt của ẻm không đó. Không có đùa đâu. Rồi, ở đây chơi nha cưng. Nhà mới đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi các bạn. Hơi tiếc là khủng long đầu tiên mình làm bạn không có thể cưỡi được ha. Nhưng mà làm sao, từ từ chúng ta sẽ tìm được một bạn khủng long lạc trôi qua thế giới này mà mình có thể cưỡi được ha. Ê, ở dưới của nhà của ai vậy? What? Mình sẽ xuống dưới này coi thử các bạn ơi. Ai vui nhà. Ôi, có giường luôn kìa. Lò nung. Có rương nữa. Trong này thì có một ít thức ăn nha. Có sách luôn. Ngon. Ê, mình sẽ thử chế tạo một quyển sách nghiên cứu về khủng long đi các bạn. Biết đâu mình lại học hỏi được nhiều thứ hay ho thì sao. À, đây là cái máy hồi nãy mình chế tạo nè. Cái này thì tiếp theo để mình biến từ DNA trở thành trứng khủng long. Ngoài ra thì mình còn thêm một cái máy khác nữa. Hình như cái này là để ấp trứng khủng long á các bạn ơi. Uầy. Tính ra là mình còn nhiều thứ cần phải chế lắm á nha. Đây là những cái loài cây thời tiền sử nè. Wow, nhiều phết đấy. Động vật. Wow.
Coi kìa, đây là những loài vật thời tiền sử mà mình có thể hồi sinh nè các bạn. Khá là nhiều nha. Boys. Rồi, có thêm động lực để chúng ta tiếp tục cái hành trình này rồi đó các bạn. À, ở đây có cái cầu nhưng mà bị gãy rồi. Chắc mình chỉ có lội qua sông á. Hướng này có vẻ là sẽ dẫn tới một cái chỗ rộng lớn khác đây. Đưa đẩy một hồi mình trở lại cái cánh rừng mà ở tập trước chúng ta đối đầu với cái thanh niên người thời tiền sử các bạn. Ừ đúng rồi, cánh rừng này cũng có một loài khủng long. Em này hình như cũng thích ăn thịt đó các bạn ơi. Nãy mình cho cái nhóc ở nhà ăn thịt còn dư nè. Mình sẽ cho em này ăn thử coi. Ăn đi. Cho cưng nè. Ui, mình tem được luôn rồi. Ê, mình thuần hóa được em này rồi các bạn ơi. Hả? Ui, cái loại này rất là dễ thuần hóa luôn. Được chị ta. What? Ơ, có cướp ở đây nữa. Rừng thiên nước độc đâu ra thanh niên này vậy? Ê, được, đúng rồi. Mình sẽ cho khủng long. Tấn công em. Đâu rồi? Bụp hắn. Trời ơi, mình chưa kịp ra lệnh cho em bụp nữa. Ok, nhưng mà có vẻ là cái nhóc khủng long này cũng có thể chiến đấu tiếp mình đó nha. Được đấy, được đấy. Nhỏ mà có giỏi nha, mình nghĩ vậy. Ui dạ, hồi nãy đi không mang theo cái giường các bạn ơi. Đêm hôm này cũng hơi rén rén. Chắc cũng không sao đâu, giờ mình có khủng long mà. Ok, có dùm bài nè. Xử dùm bài luôn. Em khủng long. Bài xuống, xử hắn. Đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, em mận mãi leo cây các bạn ơi. Lại đây, lại đây. Bụp hắn. Bụp nó đi cưng. Ui da. Trời ơi, huấn luyện khủng long có vẻ hơi... Ồ, đây, cắn rồi nè. Em này chiến đấu không mạnh lắm các bạn ơi. Ôi sao đỡ rồi. Con này đi chỗ khác liền. Ui trời ơi. Ui. Ui tự nhiên khủng long sung vậy. Ui. Tự nhiên khủng long sung đột xuất các bạn ơi. Coi cơ. Trời ơi còn há miệng ra nữa. Trời cắn hụt. Em này mắc cười quá à. Kìa cắn kìa. Cắn đi. Mình đánh một cái thì em sẽ cắn một cái các bạn. Rồi sơi tái thịt con dùm bài luôn. Wow. Em này dữ. Rồi hết rồi. Cánh rừng này có nhiêu đó thôi à. À. Tiếc vậy. Phải chứ mình gặp thêm một em khủng long tí hon này nữa thì hay á. Em này có tên chính là Dimorphodon các bạn à. À. Ok. Thôi hôm nay cũng hên ha. Thuần hóa thêm được một loại khủng long nữa. Có tiến triển so với những ngày trước các bạn ơi. Ở đây thì đã ra khơi rồi nên là không còn gì để chúng ta khám phá. Còn này đi chỗ khác. Bụp nó em. Đúng rồi. Tiếp tục. Rồi cho cơn ăn thịt đây. Em này tính ra dễ nuôi các bạn. Khi nào em đói bụng dắt em ra ngoài đi săn zombie tí thôi là được à. Quá đã luôn. Nhưng để an toàn cho người bạn mới này thì vẫn như thường lệ mình sẽ thả em trong nhà. Ơi. Ui nhưng mà em này biết bay nha các bạn ơi. Đừng có vô tình bay vô cái mồm của thanh niên ngoài kia nha cưng. Trời đất ơi. Anh đi khám phá cưng, đừng có bay lung tung nha. Mình hơi lo các bạn. Ê thôi, mình sẽ cho em ở chế độ ngồi đi các bạn. Có chế độ ngồi á. À, movement nè. Rồi ở đây đợi anh đi. Nằm nhà đợi nha. Ngoan. Vậy cho chắc các bạn. Kệ, em không di chuyển nhiều nhưng mà ít ra em an toàn là được. Lại thêm một cái cánh rừng khác sau khi mà mình quay trở lại các bạn ơi. Lần này là cánh rừng tre luôn à. Thanh thần ơi, con kiến gì mà bự dữ vậy? Hả? Được đấy. Thôi lỡ gặp cánh rừng này rồi, vô luôn, ví dụ không có loài sinh vật nào từ thời tiền sử thì mình bắt sinh vật ở hiện tại cũng được. Gấu panda đâu nè. Dẫn về nhà bầu bạn với mấy em khủng long. Cũng hợp lý phết các bạn ơi. Ôi nhưng mà khu này không có gấu panda nào luôn. Hế? Kỳ lạ vậy. Hả? Ủa? Không có thiệt luôn các bạn ơi. Đồng thời cái cánh rừng này nó còn cạnh cái chỗ cát đen kìa các bạn. Ồ.
Wow, ngồi ở đây có gì đây? Tế đàn à? Hả? Trong rừng có mấy chỗ này hơi sợ sợ nha. Ôi, có rương. Lại là thanh kiếm nhạc các bạn. Ok, lượm luôn đi. Tiếng trước mình không lượm nhưng mà chiếc này thôi, mình lượm luôn. Gặp hai lần rồi. Và coi thử coi cái chỗ cát đen này là khu vực gì đây. Đó. Giống như là nó vừa chảy qua một cái đợt phun trào núi lửa các bạn. Ồ, mấy cái tro tàn từ núi lửa phun ra nó sẽ dính lên đây ha. Kiểu kiểu vậy. Nhưng mà mình không thấy dấu vết của núi lửa ta. Ồ, thì ra dấu vết núi lửa ở trên đỉnh các bạn ơi. Tiếp trên này mới có núi lửa nè. Ồ, có waystone nữa. Ngon luôn. Đồng thời khu vực này nó cũng không hề có sự sống luôn các bạn ơi. Ê, ủa cái đằng kia cái gì vậy? Sao mình thấy mấy cái đồng tiền nó bay lên là sao ta? Ồ, nó có cái rương. À, nhưng mà mình chưa có chìa khóa các bạn ơi. Bây giờ mới mốt mình phải làm nghề thợ khóa mới được mở mấy cái rương đó lớn ngớ có đồ ngon các bạn à. Úi, úi, mình phát hiện ra một giống loài mới rồi các bạn ơi. Chuẩn rồi. Ồ, thì ra ở cánh rừng này có khủng long nha. Đây là loài. Ủa sao giống Triceratops vậy ta? Ơi thân thiện không nhở? Hình như đồ này ăn cỏ các bạn ơi. Có tên là Diabloceratops. Ồ, ôi thiệt loài này ăn cỏ kìa. Ôi đã vậy. Ê, mình cắt cỏ cho em ăn thử coi. Đây, thử ha. Nè nè nè, ăn cỏ đi cưng. Ui, ăn luôn, chịu chịu các bạn ơi. Mấy em này chịu ăn cỏ của mình cắt nè. Hợp lý, hợp lý. Cắt nhiều nhiều lên. Ui dạ, sao tức giận vậy? Ôi, mình cắt cỏ mình cũng tức giận nữa hả? Gầm gừ cơ. Ây. Ui, cái nhóc kia FA. À, tức giận gì FA các bạn. Trời, gấu mà cũng... Ủa lộn, khủng long mà cũng bị FA nữa kìa. Xong rồi cây cú các bạn ơi. Giận lẫy. Trời đất ơi, khổ nổi không. Tôi giờ tôi không biết tìm bạn đời cho bạn sao luôn á. Ở đây người ta có đâu có cặp lệnh đẳng ăn ké được không. Nè, mở đường cho một lệnh đẳng chơi. Ê, cái vậy? Au. Ây da, ây da. Ui, khủng long không thích mình cầm vũ khí lên các bạn ơi. Mình mà cầm vũ khí là khủng long sẽ tức giận. Ồ, ra là vậy. Trời, mới cầm cái kiếm thôi mà hút mình rồi. Thôi ngu giận đi, cho ăn nè. Đừng giận nữa. Gì đâu mà nóng tính người ta thấy không? Người ta hòa thuận. Người ta có đôi có cặp. Chắc bạn này tính nóng quá nên FA nè. Nè, rõ ràng cũng như là phân biệt đối xử luôn các bạn ơi. Hai cái nhóc khủng long bên đây thì rất thân thiện với mình. Nhóc bên này thì đây, ai... cứ gình gình là hút mình à. Ui. Ê, thôi thôi thôi. Được rồi, được rồi. Đừng, đừng. Qua đây liền, qua đây liền. Chứ không thôi là một hồi ha. Trời ơi, sức mẻ tình đồng chí đồng đội luôn đó. Anh em cái khế trong rừng không à. Rồi. Kệ, nhóc kia có vẻ là buồn rồi các bạn, chạy vô trong nè. Wow, mình may mắn quá. Mình thuần hóa được một em. Cái gì ta? Diabloceratops. Hình như cái em này các bạn. Mình có thể gắn yên. Ồ, thiệt nè. Wow, em này mình có thể cưỡi được. Và coi cái yên của em thì Ê, chế tạo dễ nha. What? Mình sẽ thử. Kiểu như thuần hóa thêm bạn đời của em nữa. Tôi coi được không? Ở đây còn một nhóc nè các bạn. Nhóc nào ta? Hình như nhóc này thì phải. Ừ, mình sẽ cho em ăn. Ây. Ây, ây, ây. Ôi, 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 ôi. Hình như là do mình lỡ thuần hóa bạn đời của em. Xong em thành FA luôn. Cái em giận lên các bạn ơi. Tự nhiên mình thấy có lỗi quá à. Nhưng mà công nhận em này đã thiệt. Kiểu khá là ngầu các bạn. Nè, coi sừng bọng cái thứ chất thiệt. Mà còn cho mình cưỡi được nữa.
Wow, nhất định là phải dẫn em này về thôi các bạn ơi. Ôi tính ra có cái vùng này được ấy. Ừ, thôi thôi đi về luôn, trời tối rồi. Vậy thôi Diablo Ceratop ơi. tên em này hơi dài á, nhưng mà thôi kệ, ngầu là được. Tạm thời thì chắc mình sẽ cho em ở ngoài một hôm á. Ok, mình sẽ vô trong tranh thủ chế tạo đồ các bạn. Mình sẽ cần có vàng nè, một ít sắt, thêm hình như là mấy da ta, hình như là một da thôi. Ồ, 4 da lận. Ok, sau đó bấm công thức của cái yên ha, Diablo Ceratop set đồ nè. Ok, giáp của em thì ô cũng khá rẻ, được luôn, mình đầu tư cái giáp luôn các bạn ơi. Wow, vừa chế tạo yên mà vừa chế tạo giáp luôn. Và xem thử coi. Quay, quay. Các bạn ơi, các bạn có thấy em này ngầu không? Trời đất ơi, em ngầu. Mình leo lên cửa được luôn nha các bạn. Đây, đã quá à. Bữa nay mình đã chính thức có được một bạn khủng long rồi các bạn à. Thời đại khủng long sẽ chính thức bắt đầu từ đây. Rồi, đứng dậy coi. Ôi, em ngủ rồi. Thôi, em ngủ đi các bạn. Chắc trời tối rồi, cũng tội nghiệp. Nhỏ đi từ sớm tới giờ, mình cũng ngủ thôi. Sáng dậy mình sẽ dẫn em đi ăn sáng. Cái thanh thức ăn của em bây giờ đang là 46%. Đứng dậy ha. Đó, tập thể dục em ơi. Em chạy nè các bạn, khá là nhanh nha. Đã quá à. Rồi ăn, ăn cái gì ta? Mình cho em ăn cái gì? À chắc là phải cắt cỏ rồi đó. Mình ăn cỏ mà. Rồi ăn cỏ đi cưng. Ồ, ăn khá dễ các bạn ơi, em ăn cỏ mà. Nè, cứ cỏ trống rồi mình cắt ra cho em ăn thôi. Ờ, hay phết. Vứt ra thêm á. Ok, mình nên xuống chứ. Em ăn mà mình ngồi lưng em thì hơi kỳ. Đó, gặm cỏ say xưa chứ cơ. Và sức chiến đấu của em thì sao ta? Mình muốn test quá hả? Rồi, ăn no bụng rồi ha. Chúng ta đi chiến đấu thôi. Mình sẽ chạy lại khu vực bên này để coi coi có con quái vật đen thui thù lùi như cục lọ kia không. Mình sẽ chiến đấu với nó thử các bạn. Có vẻ là... À, nó không xuất hiện thêm các bạn ơi. Ừ. Ui. Nhưng mà đằng kia có con T-Rex. Ồ mày chuối. Làm liều không các bạn? Em khủng long này bao nhiêu máu ta? 113 máu. Con T-Rex đâu đó cỡ 300 máu các bạn. Vô solo luôn. Rít. 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 Ui da. Au. Au. Ây da. Ây. Trời đất ơi. Ui con T-Rex mạnh quá các bạn ơi. Chiến đấu thì chiến đấu được đó, nhưng mà... À... Hình như nó hơi mạnh nha. Không biết là... Nãy giờ có nghĩa nó được bao nhiêu máu nữa. Chưa. Mình nên chọn biện pháp an toàn các bạn. Vừa đánh vừa chạy. Để cho em khủng long của mình có thời gian hồi phục máu lại. Vô, tiếp tục. Tiếp tục em ơi. Solo luôn. Ê. 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 Ui da. Nửa cây máu con T-Rex rồi các bạn. Ê. Không. À. Chúng ta không thể nào giáp lá cà như vậy được đâu các bạn ơi. Mình nên dùng chiến thuật này đi. Đánh xong chuồn. Rồi ăn lẹ. Anh canh cho. Ok, ăn xong rồi, chạy em ơi. Rồi, 57%, 60%. Ở số người gọi khủng long bỏ chúa. Chiến đấu. Khô máu luôn em. Cố lên. Ây, nó ăn thịt mình luôn rồi. Trời ơi, con T-Rex này nó khôn lỗi ác thiệt chứ. Ê, ủa, nó chạy tới cái chuồng cụ mình hồi nào vậy? No, con này, ta sẽ liều mạng thôi. Ơi, con này. Ui. Ôi trời. Một tí nữa là mình đã không cứu kịp Diablo Ceratop của mình rồi. Oh my gosh.
À, và đồng thời mình đã hạ được một con T-Rex đầu tiên ở trong thế giới thời đại khủng long rồi các bạn. Uầy. Nhưng mà công lớn là nhờ em khủng long của mình á. Không có em thì chắc mình cũng khó khăn rồi. Ăn vô hồi phục nha. Mình sẽ cho em ăn thật nhiều các bạn ơi. Tội nghiệp. Mới về đội của mình phải chiến đấu với khủng long bạo chúa cực mạnh rồi. Quay công nhận từ khi có khủng long mình cảm giác mình giống như là có trợ thủ đắc lực gì đó các bạn. Đã quá à. Và các bạn có thích em Diplo Ceratops của mình không? Còn riêng mình cực kỳ yêu thích cái diện mạo khuyên ngầu của em sau khi mặc giáp luôn. Rồi, em ăn xong rồi đó. Tí mình sẽ dắt em ra ngoài kia để ăn cỏ và hồi phục thêm á. Rồi, nói tóm lại thì hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời của mình ha. Không chỉ có Diplo Ceratops đâu, mình còn có thêm hai em khủng long cũng rất là dễ thương ở trong nhà nữa cả. Mình không cho đi lung tung đâu, cũng chỉ vì an toàn thôi. À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Roblox cũng như là Unity Toilet á thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình. Ê, từ từ em. Em nghĩ cái ruộng của mình, em này khôn đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long nha. Còn rất là nhiều loài khủng long đang chờ đợi mình hồi sinh cũng như là thuần hóa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.